Ta-da. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Chili. Và ngày hôm nay mọi người hãy cùng đi với mình vào một chuyến camping ở ngoài thiên nhiên tươi đẹp như thế này mà 3 ngày 2 đêm luôn nha. Hiện tại là tụi mình đang ở cách nhà 4 tiếng. Đặc biệt là hôm nay tụi mình sẽ có một cái cuộc cầu hôn rất là bất ngờ. Và nhân vật chính, bạn nữ nhân vật chính là Vi không hề biết thôi. Chỉ có mình Chiến, Quang có biết không ta? Quang hình như là không. Nói chung là tụi mình đã chuẩn bị trước đồ đài nào đấy kiểu, và Ben cũng đã mua chiếc nhẫn trong rất là bí mật mà hiện tại là Vi chưa biết, cho nên là hôm nay nó sẽ rất là vui và thú vị đi, và tụi mình cũng hào hứng nữa. Thì bây giờ là tụi mình sẽ bắt đầu set up cam chứ không, và bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu vô office để mà nhận cái campsite của tụi mình trước, xong rồi tụi mình sẽ set up. Nên bây giờ mọi người hãy cùng set up cam với tụi mình nha. Ok, thì đây là cái spot mà tụi mình đã chọn, rất là private luôn, xung quanh là không có ai hết, tại vì xung quanh đây là toàn cây cối không mà thôi. Thì bây giờ là tụi mình sẽ đưa đồ xuống này. Đồ rất là nhiều, lần nào đi chơi là càng ngày đi đồ càng nhiều, tại vì cứ mua đồ thêm ấy. Đấy. Gì? Vì đầu tiên là mình nhổ cỏ à. Thiệt á. Nhổ cỏ mới dựng là lên đường. Ở đây là sẽ có cái đường đi xuống biển luôn. Từ đây là xe cộ không chạy vô đường nữa, cho nên là từ đây tụi mình đi bộ ra biển nó rất là gần, mình cũng mới ra thử rồi. Còn đi vô đường đấy sẽ là trung tâm. Đó. Là cái spot của tụi mình này rất là private luôn. Ta-da. Cái chỗ này là cái lựa chọn cuối cùng mà tụi mình có, tại vì tụi mình kiếm chỗ ở cách đây 2 tuần mà chỗ nào cũng full hết, không có chỗ để ở nên đây. Này bây giờ là tụi mình sẽ xịt cái mà chống muỗi cái kiểu, chứ đi chơi như vậy là muỗi cắn rất là nhiều, chống côn trùng. Cái mình mua thay mặt á. Nó vậy á. Ok, thì bây giờ là mọi người đã quyết định đi tắm thì cũng cần phải có người mà ở lại giữ lều, cho nên mình sẽ lại giữ lều. Và tại vì mình cũng muốn quay riêng nữa, thì đây là cái lều mà tụi mình đã trang trí xong nè. Hồi nãy là mình quay bằng Canon cho mọi người xem, nhưng mà cái Canon mà quay buổi tối thì nó rất là tối, cho nên là bây giờ mình phải chuyển sang điện thoại. Đẹp chưa? Khá là đẹp luôn đấy. Đó, thì tất cả những cái trang trí này là đều chỉ dành cho Vi. Nhưng mà tại vì xưa giờ tụi mình cũng đi đâu đi cam, tụi mình cũng rất là thích trang trí ấy, cho nên là cái việc trang trí này ấy, lúc mà tụi mình đi mua thì nó cũng sẽ không phải là cái điều gì quá là kỳ lạ hoặc là để cho Vi thắc mắc. Tại vì xưa giờ tụi mình cũng hay trang trí rồi, mà Vi chỉ là mua thêm lên cho đẹp thôi. Thì tại vì tụi mình bắt đầu đi từ nhà là tầm 12 giờ, cho nên lên đây nó cũng tầm tối. Mọi người còn phải đi làm đêm trước hôm đấy ấy, cho nên là hôm nay cũng phải ngủ dậy đủ đã xong rồi mới đi. Thì đi camping là bình thường lúc nào tụi mình cũng đã chuẩn bị rất là nhiều đồ ăn luôn á. Đây, đồ ăn của tụi mình đây. Thì tụi mình sẽ làm bánh tráng cuốn, cho nên là có tôm này nọ các kiểu, rồi tôm nướng, mực nướng, rau để cuốn, khô mực các kiểu, thịt xiên nướng, và kia là khô bò để mà làm bánh tráng trộn và bánh tráng nướng các kiểu. Thì đây là tụi mình lấy ra một ít thôi. Còn đồ ăn ở trong hai cái thùng Esky kia nữa. Bây giờ thì tụi mình đang mồi lửa lên để mà làm đồ barbecue. Cái fire pit này làm gì Vi? Cái fire pit là cái này nè. Fry bếp này để đốt lửa cho ấm chơi thôi. À cho ấm. Lửa chạy. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái bếp ga ở đây. Đó, xài bình ga đàng hoàng luôn. Tụi mình định sẽ ăn bánh tráng cuốn, tôm thịt và sẽ nướng thịt nướng lên nữa. Đây. Khá là ngon luôn. Mọi người chưa ăn gì từ sáng đến giờ. Đây là thịt sườn đây. Nướng than là cực kỳ ngon luôn, hết sảy. Mê thì đang cố gắng giống lửa để mà cho ấm. Mê không có cố gắng, Mê mới làm lần đầu luôn, nên nói này kỳ lắm. Mê mới vô Mê làm lần đầu ấy. Đầu tiên vô cố gắng. Mê đang cố gắng giống lửa. Ok, mọi người, nhập tiệc. Nó bụng rồi. Đó, lửa sẽ lên như vậy chỉ để cho ấm, nhìn cho đẹp. Mà nó hơi khói quá. Khó nó bay hướng khác mà nha. Sau khi Ben đã cố gắng rất là nhiều lần rồi, đỡ lửa đỡ lên lần nữa đi Ben. Làm lần một lần không rồi lên ơi. Đây là sốt của Vi làm hoisin sốt để mà ăn bánh tráng cuốn. Cố gắng làm mấy lần mới được cái hoisin, đúng không Vi? Vi cuốn cuốn cách xì nái đã gì Vi, quá trời rau luôn. Ủa vậy á, cuốn lại ơi, cuốn đi, bỏ thêm tôm kìa em. Wow, ăn tôm mà luôn, em chỉ ăn tôm hả? Bỏ thêm đó, Chiến cuốn bằng tay luôn, chuyên nghiệp thế Chiến. Ở bụng rồi. Ôi cái bánh tráng này nó mỏng quá, em hay ăn canh tre á. Dạ, chị đang ăn bánh tráng này không? Canh tre xịn hơn. Bởi vì em cuốn sợi á. Ăn đi, ăn đi. Cái cuốn.
chiến. Trời ơi. Đây. Cũng được. Cúng tay gì đâu. Ok. Từng từng đen. Đen không? Từng đậu hả? Tương này là tương gì? Anh không biết đâu biết tương em làm cái gì á. Tương là pasta. No. Hồi xin sauce. Là phải có rồi nhưng mà phải mix ra chứ nó đặc lắm á. Nước mắm. Để ăn canh mà. Soy sauce. Canh cho. Canh mà. Nước cốt dừa với almond milk. Được luôn á, hay vậy. À, thịt chín rồi. Thơm quá nha. À, mình đi bơi nhỉ. Bơi nổi hay không? Dạ là tụi nó còn nhảy đồng đồng hồ bơi á. Hồ bơi á? Ừ. Có nào hồ bơi nước ấm không ta? Không không. Lạnh quá chưa. Thơm quá. Trường chưa chín. Đây. Thấy rõ. Thấy, quá ngon luôn ấy. Đây nha. Tới luôn nè. Nóng 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 nóng. Tiếp đi em. Mới là làm mãi mãi không bằng cái bên này làm. Ghê vậy hả? Mà cũng ok. Ừ. Được. 7 điểm rưỡi. Tự mình ước rồi cho 7 điểm rưỡi luôn. Mềm luôn. Ngon. Ngon. Nước đắp ra rồi. Chưa. Để cô lắc cho. Bước. Chưa. 1. 1. 2. 3. Rồi. Cheese. Cheese. Rồi. Đây, 7. Stress, stress. Stress. Dễ uống không ta? Ngon lắm. Em lại cố gắng thêm một lần nữa để mà đốt cái đống củi này lên. Đây là khô cá bóng nè. Chiến hàng nướng cá bóng từ Việt Nam. Từ Việt bóng. Nam nữa mà. Cái này là gì? Bóng nướng cá bóng. Wow. So beautiful. So beautiful. Yo 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 yo. Yo yo. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Nãy giờ mọi người đứng đây chụp hình nửa tiếng đồng hồ. Đứng dậy chụp một kiểu cuối đi. Chụp cái kiểu cuối phải đúng bài. Ben rớt mũ len kìa. Vì lấy cái điện thoại sao cái kia kìa. Không, không ăn không, vậy nè. Giờ cũng bị xuống nè. Dạ bỏ thôi. Bỏ trên này chắc không nữa. Mở rồi, này ta. Là giống thiệt chứ không nội. Dạ giống thiệt chứ. Nguyên nào. Có cái bóng kìa. Chân cao lên. Không chưa. Cao bóng chưa. Cao bóng chưa. Oh yeah. Nói đi chứ. Nè. Đâu vậy? Nói đi. Sao? Ok không? Bé nói gì? À. Nghĩ là mình quen đủ dài. Nine years. So, let's make the house become a home. Will you marry me? Yes. She say 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 yes. Yes I do. Mọi người biết đúng không? Mọi người biết hết đúng không? Biết hết rồi. Có mình. Ben nhát lại là Ben. Ben nhây lại. Ben nhây lại. Thì không hả? Lâu vật đổ chục vật vật một chục bài nhạc rồi. Mạng đã yếu, bật một chút bài nhạc. Em còn đau đầu, em còn muốn cầm. Sao mọi người biết vậy? Mọi người đã chuyển sang ăn trứng vịt lộn vào lúc 12 giờ rưỡi đêm. Đây là 10 trứng, khá là ngon. 12 giờ rưỡi đêm. Thì bây giờ mọi người ăn xong, tại vì cũng hơi còn bùng miệng chút xíu, mình sẽ quyết định đi ngủ và ngày mai sẽ bắt cua. Bên đây thì chúng ta sẽ có dessert, bên đây là rau câu, cà phê Milo, nước cốt dừa. Do Vi làm. Đó. Mà chúng ta sẽ làm như thế này. Ben ngậm một cái mũi Ben. Mình đã cố gắng rất nhiều. À, đây là một cái gia vị không thể thiếu trong cái món muối. Giờ ngậm ra. Hấp 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 hấp. Phỏng lưỡi liền á. Wow, ngọt quá. Quá ngọt.
thì khi mà tụi mình ngủ tụi mình cũng ráng cất hết những cái thứ quý giá đi đúng không? Ừ. Tại vì mình ngủ thì ngoài lều mình đâu có căm đồ được rác, đâu. Rác thì mình cứ bỏ gần cái chỗ mình ngủ. Thôi á. Ngủ hoang dã là thú vực. À nó bò đến, nó ngửi mùi đồ ăn nó bò đến chứ gì. Vậy thôi thì mình nghĩ ngày đầu tiên nó sẽ kết thúc rồi nha. Bây giờ tụi mình ăn xong thì sẽ quyết định đi ngủ. À, thôi con. Thì giờ tụi mình sáng xong rồi sẽ đi ngủ luôn. Cái này là mình đang cặp cục sạch dự phòng đi camping thì không thể thuyết phục lại sự phòng được. Đây là cục pin của chồng máy móc chồng làm cái gì? À, mà thành cục sạch dự phòng luôn. Hay mà, đúng không? Thì giờ không nghĩ đến. Hơi bị trâu luôn á. Ừ, mà chiến có tầng 4 cục này luôn, bởi vì đi camping là xung quanh hoàn toàn không có điện. 5 cục. Mình sẽ làm được điện thoại, GoPro mà cũng sạc được. Có đèn luôn. À, cái đèn ở dưới đất nè. Đó, rất là sáng luôn á, các bạn thấy không? Bà sạc bằng cục này luôn hả? Ừ. Ừ, rất là tiện lợi luôn, nếu mà đi camping luôn đi. Các bạn thấy đi camping là hoang dã, không hề có điện gì hết nên tụi mình phải chuẩn bị. À, chưa quay ghế bố ở trong nữa. Mình quên quay cho mọi người xem đó là tụi mình đã mua những cái chiếc ghế bố mới. Đó, ngủ sẽ khá là êm hơn là và mình không nằm không phải nằm ở dưới đất nữa. Lạnh lẽ đúng không? Ở đây khá là chắc chắn luôn. Ở trong đây là 4 cái to và 1 chiếc hơi nhỏ. Thì nó sẽ vừa một cái lều vậy luôn dành cho 5 người. Ừ. Quá là đã luôn đó. Ừ. Vậy thôi thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào vlog tiếp nha. Vào ngày mai. Ok, see you in the next vlog.